Chào mừng các em đã đến với bài học đầu tiên vật liệu bán dẫn của môn học điện tử cơ bản. Như chúng ta đã biết, các em thấy tồn tại chung quanh chúng ta có ba loại vật liệu. Thứ nhất là kim loại, là chất dẫn điện. Thứ hai là bán dẫn, là vật liệu mà được gọi là một nửa dẫn điện. Và thứ ba là chất cách điện. Thế thì tất cả ba loại vật liệu này đều có cấu trúc mạng tinh thể riêng. Hình dạng của chúng thì được xác định như chúng ta đang từng thấy các vật liệu chung quanh ta. Thế thì vật liệu cách điện là vật liệu mà chúng ta tưởng tượng rằng là không dẫn điện, và định nghĩa của dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các hạt điện tử mang điện tích. Như vậy, trong cách điện, chúng ta hiểu rằng đơn giản là trong vật liệu cách điện không có các hạt điện tử tự do. Và trong vật liệu dẫn điện là có các hạt điện tử tự do. Và đặc biệt là chất bán dẫn là chất nằm giữa của chúng ta. Một nửa dẫn điện có nghĩa là ở điều kiện bình thường thì chất bán dẫn không dẫn điện, không có hạt dẫn tự do. Và ở điều kiện mà bị tác động thì chất bán dẫn của chúng ta có hạt điện tử và như vậy có thể tham gia dòng điện. Trên slide các em sẽ thấy cô giới thiệu với các em về chất cách điện, chất bán dẫn và chất dẫn điện. Thì chất dẫn điện theo cấu trúc năng lượng của Bohr thì chúng ta thấy là cái bùng năng lượng của nó giữa vùng dẫn và vùng gọi là liên kết cộng hóa trị thì chúng không có một khoảng cách nào cả. Và nếu như các em nhìn sang góc phải thì các em sẽ thấy là giả sử như là cấu trúc mạng tinh thể nó có dạng là rất chặt chẽ, thí dụ như là đồng, sắt, kim loại, thì chúng ta sẽ thấy ở cấu trúc bên trong là những cái hạt màu xanh xanh này, ta gọi là có sẵn các hạt điện tử, có nghĩa là các hạt điện tử trong vùng hóa trị này nó có sẵn ở trong này. Và trong vùng dẫn, người ta theo thuyết năng lượng á, năng lượng càng cao á, tức là các trong vùng dẫn này có nhiều hạt dẫn và sẵn sàng chờ lệnh, hạt dẫn này chỉ cần chuyển động theo một hướng nhất định thì tạo ra dòng điện. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt dẫn mang điện tích. Ta quay sang chất cách điện. Chất cách điện theo thuyết năng lượng, thí dụ như carbon, kem, gỗ, cao su, nhựa, thủy tinh thì là những vật liệu mà nó có cấu trúc là mạng tinh thể rất đẹp, rất là gãy gọn. Và trong cái mạng tinh thể này thì nó có theo mức năng lượng đó các em, nó có một cái vùng cấm rất là lớn, có nghĩa là cấu trúc mạng tinh thể là các nguyên tử gồm có hạt nhân và các hạt điện tử nó nằm ở trong vùng liên kết cộng hóa trị và nó không có một hạt dẫn nào ở vùng gọi là vùng dẫn. Thế thì ta thí dụ gỗ chẳng hạn, khi mà ta đốt cháy gỗ thì gỗ nó biến thành than. Như vậy cấu trúc của tinh thể của vật liệu cách điện là nó không có hạt dẫn, để cho các em thấy rõ. Và chất bán dẫn của chúng ta thì rất đặc biệt các em, tức là cái vùng trống này, vùng cấm này này, tức là giữa vùng liên kết cộng hóa trị và vùng dẫn thì chúng có một cái khoảng nhỏ hơn, tức là nó lớn hơn bên vùng so với chất dẫn điện nhưng mà nó nhỏ hơn rất nhiều so với vùng chất cách điện. Và như vậy khi dưới tác động của nhiệt độ ánh sáng thì các hạt dẫn nó có thể từ vùng hóa trị và chạy lên vùng dẫn. Và như vậy vật liệu bán dẫn ở điều kiện bình thường không dẫn điện, nếu là hóa vật liệu bán dẫn tinh chất. Thế thì vật liệu bán dẫn được định nghĩa như thế nào các em? Trong bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev của chúng ta thì ở nhóm 4 và nhóm 5 của bảng phân loại tuần hoàn thì chúng ta có những chất được gọi là chất bán dẫn. Cô thí dụ silic thì cái vùng cấm này của nó có cái khoảng, nếu mà tính bằng electron volt á, thì là bằng 1,1 electron volt. Tức là nếu như là cái vùng cấm này nếu mà chúng ta đo bằng volt á thì nó khoảng 0,2 đến 0,3 volt. 0,6 đến 0,7 đối với silic, và đến 0,2, tức là chúng ta chia cho 1,9 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb á, thì đối với germanium á thì chúng ta có một cái điện thế là 0,2 đến 0,3, còn đối với silic chẳng hạn thì là 0,6 với 0,7. Và đấy là hai con số mà các em cần phải nhớ trong suốt quá trình học tập của chúng ta. Như vậy tóm lại vật liệu bán dẫn là thế nào thì các em ta sẽ xem một cái đoạn phim sau đây.
và chúng ta sẽ tưởng tượng ra được vật liệu bán dẫn là như thế nào. Thì vật liệu bán dẫn là ở nhóm 4 và nhóm 5, có nghĩa là quanh một nguyên tử thì có bốn hạt điện tử. Và vật liệu bán dẫn có một mối liên kết, tức là mỗi một hạt nhân sẽ góp với một bốn hạt nhân bên cạnh thành bốn cánh tay đòn này các em. Và như vậy một cánh tay đòn, thí dụ như nguyên tử silic hay nguyên tử germanium, nó có đều bốn cái cánh tay đòn và một hạt của nó, một hạt của nó và một hạt của bạn nó, và như vậy bốn cánh tay đòn. Nếu ở đây chúng ta cho một tạp chất, thí dụ như arsenic, arsenic vào, thì arsenic là nhóm có 5 điện tử, thì các em thấy nó thừa ra một hạt điện tử này. Và như vậy chúng ta thấy là các cái nhóm ở nhóm 3 và ở nhóm 5, thí dụ như bo, gali, in, nhôm, phosphor và arsenic và Sb thì là ở nhóm 5. Nhóm 5 có nghĩa là ngoài cùng có 5 loại điện tử, ta gọi là tạp chất. Thế thì có hai loại bán dẫn. Loại bán dẫn thứ nhất là bán dẫn loại N và bán dẫn thứ hai là bán dẫn loại P. Thế thì bán dẫn loại N có nghĩa là hạt đa số, là hạt điện tử, hạt thiểu số, là có nghĩa là tạp chất của nó là ở nhóm 5. Em xem trong cái khung sẵn này, và một cái nguyên tử của nhóm 5 sẽ nhảy vào cái mạng tinh thể, nhảy vào cái mạng tinh thể để bốn hạt của nó sẽ góp phần và dư ra một hạt dư đây kem này, một hạt điện tử dư này. Thí dụ như chúng ta có ba tạp chất hay bốn tạp chất, chúng ta có bốn hạt điện tử dư lúc ban đầu. Và trong điều kiện lúc ban đầu thì ta đã có bốn hạt điện tử. Và nếu điều kiện bị kích thích, các em nhìn lại cho cô đây, thí dụ như arsenic là nhóm 5, thí dụ ta có bốn bốn cái tạp chất thì chúng ta có bốn hạt điện tử lúc ban đầu. Sau khi bị kích thích thì bốn hạt điện tử này là bốn hạt điện tử tự do, và impurity là tạp chất của nhóm 5. Tạp chất này được gọi là tạp chất tro. Và các em thấy đây là cấu trúc bo, tức là hạt nhân là vô số các hạt điện tử, và ở lớp vỏ ngoài cùng thì chúng ta đối với hạt SP này thì chúng ta có 5 hạt điện tử, và bốn hạt thì mắc vào chung, còn lại một hạt dư ta gọi là hạt điện tử tự do. Và như vậy ở điều kiện bình thường thì bán dẫn loại N đã có các hạt dẫn mang điện tích âm, và đây là hạt dẫn đa số và có electron, tức là có dòng điện, đúng không các em nào? Khi chúng ta đặt điện tích vào thì lập tức các hạt electron sẽ bị hút về chiều dương và bị đẩy ở chiều âm. Giới thiệu một loại bán dẫn thứ hai là trong mạng tinh thể 4 silic như thế này đang rất là bình thường, thì thí dụ ở một cái đoạn nào đó của mạng tinh thể sẽ xuất hiện một nguyên tử tạp chất ở nhóm 3. Thế thì nó chỉ có ba hạt điện tử nó ghép vào ba, và còn một hạt điện tử nữa thiếu ở cái cánh tay đòn này đấy kem, mối liên kết cộng hóa trị này bị thiếu hạt dẫn. Và cái lỗ này này, cái lỗ trống ở cánh tay thiếu này người ta gọi là hole, là lỗ trống. Và lỗ trống này người ta đo được điện tích bằng điện tích của hạt electron nhưng mang dấu cộng. Và lỗ trống này nó chỉ nằm trên các cánh tay đòn và nó chờ chờ một ai đó, là hạt electron nào đó điền vào lỗ trống trung hòa nó. Thì đây là hạt dẫn điện thứ hai trong bán dẫn, và bán dẫn này ở điều kiện bình thường được gọi là bán dẫn loại P, P là positive. Lúc nãy chúng ta bán dẫn loại N cũng rất dễ nhớ các em. N có nghĩa là N có nghĩa là bán dẫn loại negative, là mang điện tích âm. Và tạp chất ở nhóm 3 là tạp chất được gọi là tạp chất nhận acceptor. Acceptor bởi vì sao? Cái lỗ trống đây các em, lỗ trống này nó sẽ là nơi mà chờ một hạt electron nào đó linh động nhảy vào trung hòa với nó. Thế thì chúng ta đã biết là nguyên tử nhóm 3 bo chẳng hạn là ở 3, có nghĩa là ba lớp ngoài điện tử lớp ngoài cùng. Và đấy là lý do tại sao mà ta có bán dẫn loại N và bán dẫn loại P. Và hạt đa số
À, chúng ta rất là phải chúng ta cảm thấy là rất dễ nhớ, ví dụ như hạt đa số trong bản đẹp P là chữ P là dương là hạt lỗ trống và hạt thiểu số là hạt điện tử. Và đấy là chúng ta có thể xem tiếp, cô có thể mô phỏng ở trên đây. Đây thí dụ đây là ở điều kiện bình thường thì dưới điều kiện tác động của nhiệt độ và ánh sáng thì tại cái cánh tay đòn này bị vỡ ra, ta sẽ sinh ra một hạt electron và một lỗ trống, và nguyên tử silic này khi mất một hạt electron này thì nó biến thành ion kem, và ion này được gọi là ion mất điện tử là ion dương. Thế thì ở tại cái cánh tay đòn mà thiếu hạt điện tử như đây chúng ta đã xem á, thì nó gọi điện tử cái lỗ trống này, và đây là hai hạt dẫn điện. Cô xin giới thiệu thêm, như vậy chúng ta chốt lại trong vật liệu bán dẫn của chúng ta có hai loại hạt, hạt dương và hạt âm. Hạt âm là hạt electron mà từ trước nay chúng ta đã từng nghe. Thế còn hạt dương là lỗ trống, là ở trên cái mối liên kết cộng hóa trị bị thiếu một hạt điện tử. Và hạt điện tử đó nó chạy vào và chạy ra. Thế thì ở tại các cái chốt của mạng tinh thể lúc nãy chúng ta xem á, thì chúng ta có những cái ion, và cô ký hiệu những cái ion này nó đứng tại chỗ nó to lắm. Nó có hạt nhân và các lớp điện tử, lớp đám mây điện tử, cho nên cô ký hiệu là dấu vuông để cho chúng ta sau này sẽ dễ mô phỏng. Như vậy tóm lại, trên màn hình cô có thể trình bày cho các em có 3 loại bán dẫn. Bán dẫn thứ nhất là bán dẫn tinh chất, có nghĩa là không có tạp chất. Tất cả các cái chốt của mạng tinh thể, cô ký hiệu là hình vuông như thế này, thì tất cả các mác chất của mạng tinh thể đều là phân tử ở nhóm 4, thí dụ như silic hoặc germanium. Thế thì tạp chất tiếp theo là tạp chất tạp chất tiếp theo là tạp chất loại N. N là negative thì chúng ta hiểu luôn là negative, có nghĩa là ta có tạp chất ở nhóm 5. Và bán dẫn loại P là bán dẫn loại mà có tạp chất ở nhóm 4. Còn như tạp chất ở nhóm 3, có nghĩa là thiếu một hạt điện tử. Và đây trên màn hình của chúng ta có 3 loại bán dẫn. Nhưng loại bán dẫn mà chúng ta thích nhất, chúng ta chủ động nhất được gọi là bán dẫn loại N. Và dưới tác động của nhiệt độ và ánh sáng thì chất bán dẫn này có thể sinh ra rất nhiều các loại hạt dẫn dương và âm. Chúng ta có thể ví nó như là con cá. Và như vậy hạt dẫn âm và hạt dẫn dương này sẽ tạo ra một cái môi trường trung hòa cân bằng với nhau, và hạt đa số bán dẫn loại N là hạt âm negative, chúng ta sẽ rất dễ nhớ. Hạt đa số ở bán dẫn loại P là hạt positive, là hạt dương, là lỗ trống. Như vậy các em cũng có thể nhớ được, và chúng ta cũng có thể làm tiến hành tiếp theo. Thế thì cô muốn biểu diễn một vài cái mô hình chuyển động. Thì khi mà có hạt dẫn trong một cái hộp các em, thì các hạt dẫn dương và các hạt dẫn âm, và đây là các mức năng lượng. Thí dụ như trong bán dẫn loại N thì hạt đa số được gọi là N, và hạt thiểu số ta có hạt P tức là hạt dương, thì hạt dương thấp hơn hạt âm. Thế trong bán dẫn loại P thì hạt dương, nồng độ hạt dương lớn hơn hạt âm. Và như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng là nếu như có loại bán dẫn loại N và có loại bán dẫn loại P mà chúng ta đặt sát vào nhau, thì cô xin giới thiệu đây được gọi là chuyển tiếp, hay còn gọi là junction PN, chuyển tiếp PN, hoặc có một số sách người ta dịch là miền tiếp xúc PN. Khi ta đặt hai phiến bán dẫn vào sát với nhau trên hình, thì ở đây cô muốn giới thiệu với các em, cô giả sử đây là bán dẫn loại N negative. Như vậy trong bán dẫn loại em có rất là nhiều các hạt electron, cô ký hiệu ở đây là màu xanh và mang điện tích âm. Thế thì ở khi đặt hai bán dẫn vào với nhau, một bên N ở một bên P, thì lập tức các em sẽ xảy ra một cái hiện tượng là các hạt thừa bên N sẽ tìm đến các cái lỗ trống ở ngay miền tiếp xúc ở bên P này và trung hòa với nó. Thì các em biết là tất cả cái hình vuông ở đây cô đang ký hiệu là các ion, thí dụ như là ion của nguyên tử bo bị có hạt điện tử thôi, nó còn thừa một lỗ trống ở trong mối liên kết của nó, và nó nhận vào nó biến thành ion âm, và chúng ta thấy có một cái hàng rào điện thế nằm ở đây, người ta gọi đây là hàng rào điện thế. Nếu bán dẫn loại N và bán dẫn loại P này làm bằng silic thì hạt rào điện thế này có
giống như một cái lưới cá các em, nó có khoảng 0,7 đến 0,6 đến 0,7 V, giống như cơ thể của chúng ta tại sao lúc nào cũng khoảng 36 độ. Đấy 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 đấy, tức là khi tự nó sinh ra và thiên nhiên nó như vậy đấy các em, một cái âm một cái dương cắt sát vào nhau. Và người ta đặt như thế này thì người ta gọi là miền chuyển tiếp hay là miền tiếp xúc giữa bán dẫn loại P và bán dẫn loại E. Thế thì các em thấy là tự đây nó sẽ hình thành một bán dẫn, là một cái vùng như một cái hàng rào điện thế, và nó ngăn cản các hạt dương ở bên đây đứng yên và các hạt âm ở bên đây nó vẫn đứng yên. Và các hạt âm bên đây thì hạt thiểu số là hạt màu đỏ, đúng không? Negative. Và các hạt thiểu số ở bên đây là hạt màu xanh. Và như vậy chúng ta sẽ dễ tưởng tượng ra là bán dẫn loại N và P như thế nào. Và chuyển tiếp PN này, nếu cô đặt một cái mức về năng lượng thì chuyển tiếp PN này nó có một cái đặc tính là thuận nghịch. Và đây là đặc tuyến vô 5P của chuyển tiếp PN. Thì ở đây cô xin thí dụ là vẫn hai cái N và P đấy, và bây giờ cô đặt vào ở hai cực của hai đầu, và chúng ta tưởng tượng đây là một cái mô hình mà giống như là một cái kênh dẫn. Và như vậy khi bắt đầu cô đặt điện tích dương vào N, các em nghe nhá, dương vào N có nghĩa là điện tích dương ở đây, và đây là tất cả, nghĩa là điện tích dương vào cạnh N và đây là tất cả các cái electron âm. Thế nhưng cái dương này này mà cộng với cái ion dương này này các em, thì lập tức người ta nói hàng rào điện thế giãn rộng ra, tức là nó tăng lên, đúng không? Và bên đây N này, cô đặt bên đây là P này, thì cô lại đặt âm vào đây. Âm với cái hạt dương này dường như chúng hút nhau, nhưng cái quan trọng là âm này và đặt vào cái ion này thì chúng ta thấy là nó giãn rộng ra. Và khi nó giãn rộng ra như vậy á thì nó lại càng ngăn cản không cho các hạt dẫn chuyển động. Và lúc này chỉ có cái cực dương bên đây nó mới hút một vài hạt âm chuyển động, tại hạt đông nó năng động đấy các em. Và nó chuyển động thì tạo thành cái dòng, mà dòng rất bé. Cho nên người ta gọi đây là mạch phân cực nghịch. Bây giờ làm sao chúng ta biết được nghịch là sao? Cái có hai hạt chuyển động à? Hạt này là hạt thiểu số ở bán dẫn loại P, hạt electron mà nó năng động. Thế và nó chuyển động bởi vì sao? Nó bị âm đẩy nó và nó được hút, mặc dù là cái hàng rào điện thế này rất lớn nhưng nó vẫn ục ịch nó đi qua được và nó tạo thành một cái dòng. Và như vậy nếu chúng ta lại xem, bây giờ cô đổi điện thế, cô đặt âm vào âm, cô xin lỗi, đây là cái mô hình cô đặt âm vào âm, hàng rào điện thế thu hẹp lại, âm vào âm, hàng rào hiện thế thu hẹp lại, và lúc đó các hạt dẫn đa số bắt đầu chuyển động các em, chuyển động theo chiều rất nhiều và tất cả các hạt đều tham gia chuyển động, tức là hạt dương chuyển động rồi hạt âm chuyển động vân vân và vân vân, để tạo thành một cái dòng trong mạch rất là lớn, và ta gọi đây là phân cực thuận cho chuyển tiếp. Thế thì để chúng ta có thể quan sát được dễ dàng hơn thì cái đặc tuyến vô 5P này á, chúng ta hiểu là một cái phần tư này thì ta có một cái đường màu xanh ở đây, và đường này điểm bắt đầu từ 0,7, có nghĩa là phân cực thuận là các hạt dẫn đa số chuyển động tạo thành dòng trong chuyển tiếp. Còn phân cực nghịch á, là lúc nãy chúng ta đã thấy là cái hàng rào điện thế nó bị giãn rộng ra, và như vậy á, các hạt rất bé và dòng điện rất bé đấy các em. Và tới đây thì là đánh thủng chuyển tiếp. Đánh thủng chuyển tiếp là V breakdown, tức là khi mà cái chuyển tiếp nó bị phân cực nghịch nhiều quá đấy các em, thì lập tức là nó bị đánh thủng và hình thành vô số các hạt dẫn. Và sau đây các em thử xem lại cho cô một chút về cái hình mô phỏng để chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc mà phân tích cái vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp PN. Thế thì như các em đã thấy là các linh kiện bán dẫn đang tồn tại chung quanh ta, thí dụ như đèn giao thông, rồi thí dụ như trong xe máy bộ đánh lửa, thí dụ như là pin năng lượng mặt trời, thí dụ như là tất cả những đèn LED và tất cả những cái đèn giao thông đều có sự hiện diện của vật liệu bán dẫn, linh kiện bán dẫn. Và như vậy để chúng ta có thể nắm vững được tất cả
Những vật liệu bán dẫn thì cô xin review lại, tổng quan lại cho các em thấy. Đây là vật liệu bán dẫn và chúng ta biết nó ở nhóm 4, có nghĩa là quanh nó có bốn cái cánh tay. Và để chúng ta dễ nhớ là bốn cái cánh tay này là hình thành bởi 8 cái hạt điện tử, và trong đó bốn hạt điện tử của một nguyên tử sẽ góp với bốn hạt điện tử của bốn hạt nhân bên cạnh, hình thành lên một cái mối liên kết cộng hóa trị, và có bốn cái mối liên kết cộng hóa trị này rất bền vững. Thế thì ở điều kiện bình thường á, muốn có một hạt điện tử chạy ra thì phải có một mối liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ. Và khi một mối liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ đấy các em, thì tại mối liên kết đó sẽ hình thành một khoảng trống, người ta gọi là lỗ trống, và cái lỗ trống đó là được gọi là hạt dẫn điện. Đây các em nhìn thấy, và lỗ trống đó nó nằm trên các cánh tay đòn, các em nhìn thấy lỗ trống không? Còn các hạt điện tử thì là nó được bơi như là con cá chạy chạy gọi là. Thế thì bán dẫn loại P là bán dẫn, đây là bán dẫn loại N, khi có tạp chất ở nhóm 5 là thừa ra một hạt điện tử này, cái nó chạy quanh quanh này, đây thừa ra một hạt điện tử. Và hạt điện tử này là được gọi là hạt điện tử tự do, nó có thể đi khắp nơi trong mạng tinh thể. Và bán dẫn này khi nó đi mất một hạt điện tử thì bản thân cái nguyên tử này biến thành ghi âm dương. Và như vậy chúng ta dễ tưởng tượng không nào? Thế thì đây là bán dẫn loại N này, ở điều kiện bình thường là có một hạt điện tử tự do. Thế nếu giả sử chúng ta có rất là nhiều hạt thì bán dẫn loại N là ở điều kiện bình thường nó có vô số các hạt. Và các hạt điện tử đấy được gọi là hạt điện tử tự do. Bán dẫn loại N. Nào, như vậy tại sao chữ negative là chữ negative là âm đấy các em? Thế thì bây giờ chúng ta xem, nếu giả sử bán dẫn loại P thì ở trong mạng tinh thể bốn cái này thì có một nguyên tử ở nhóm 3, có nghĩa là ngay ở điều kiện bình thường á, cánh tay đòn của nó bị thiếu các em, nó có lỗ trống. Và như vậy nếu có một hạt nào bù vào để cho nó trung hòa nó thì nó biến thành ion âm. Và như vậy ở điều kiện bình thường này, bán dẫn loại P đấy các em, nó có các lỗ trống, và các lỗ trống này mang điện tích dương. Và như vậy chúng ta ký hiệu lỗ trống và các ion thì ở đây cũng là silic, và các lỗ trống được ký hiệu là màu đỏ. Và bán dẫn này được gọi là bán dẫn loại P. Như vậy chúng ta học thuộc lòng một chút. À, P positive, và chuyển tiếp PN là chuyển tiếp một P ở một bên và một N ở một bên. Và ký ức ở đây, quy ước ở đây nó chính là diode đấy các em. Và con diode mà chúng ta thường gặp ban ngày thì nó gồm gọi là linh kiện bán dẫn có hai cực, cực anode và cathode. Và khi đo thì chúng ta có thể đo và chúng ta thấy là cái điện áp của nó là 0,7 V. Và nếu chúng ta đo ngược lại thì điện thế của nó bằng 0,7 V và số 0,7 nếu mà làm bằng silic. Và diode của chúng ta thì ký hiệu có hình mũi tên, và đặc tuyến vô 5A của diode là nửa, khi mà nếu mà là silic thì nửa bán tiền có tính dẫn điện một chiều, để trên nào. Và như vậy chúng ta cũng có thể xem cái quá trình mà phun các hai hạt dẫn điện như thế nào. Ở bên đây chúng ta đang ký hiệu là các hạt điện tử và lỗ trống là những hạt bi, hay là chúng ta có thể ví như những con cáo chuyển động một cách ngẫu nhiên. Thế thì các hạt này khi chuyển động thì chúng có thể trung hòa nhau, và drift có nghĩa là chúng ta đặt hai phiến bán dẫn vào với nhau, một bên là có các hạt âm và một bên á, là có các hạt dương. Và khi đặt chúng vào với nhau đấy các em, thì ở hai bề mặt tiếp xúc của chúng ta sẽ hình thành một điện trường, và điện trường đấy phụ thuộc vào điện trường đó phụ thuộc vào chủng loại của linh kiện bán dẫn. Và đây là một cái hình mô phỏng, thí dụ như là cái điện thế đấy các em, cái điện thế kinetic này, potential này, có nghĩa là cái điện thế nơi nào
mà có nhiều hạt là ion, nơi nào có ion dương thì điện thế ở đó cao, và nơi nào có ion âm thì điện thế ở thấp, và hình thành một điện trường. Và một điện trường như vậy á, sự chuyển động của các hạt dương và âm thì tạo thành dòng điện trong bán dẫn, và dòng điện này lớn hơn rất nhiều so với dòng điện ở trong kim loại, bởi vì chúng ta có hai hạt dẫn. Bây giờ các em xem cấu trúc của một chuyển tiếp PN như sau. Tức là ta có một cái lớp ta gọi là wafer mỏng màu xanh là N. Sau đó người ta thổi vào một lớp P. Thì bây giờ chúng ta thử tưởng tượng thôi, N có nghĩa là các hạt dẫn, các hạt electron, còn đây là cấu trúc mạng tinh thể. Và khi đặt hai phiến vào sát với nhau thì lập tức có hiện tượng gì ngay ở cái bề mặt tiếp xúc đấy các em? Các cái lỗ trống nó chờ luôn các hạt điện tử. Các hạt điện tử trung hòa vào theo chiều như sau. Và cuối cùng tất nhiên ở bề mặt thì nó hình thành một cái điện trường các em. Và cái điện trường này á là giữ không cho các hạt chuyển động nữa. Thì ta gọi đây là miền tiếp xúc. Và trong sách thì cô thường vẽ những cái miền, trong cái miền tiếp xúc này người ta còn gọi là vùng nghèo, là vùng mà không có các hạt dẫn đa số. Hạt dẫn đa số bên positive tức là bên bán dẫn loại P là hạt lỗ trống, hạt dẫn đa số bên bán dẫn loại N được gọi là hạt điện tử. Và như vậy dòng điện ở tại thời điểm này là bằng không, và đây là cái đồ thị của đoạn vẽ potential. Và cái potential này tức là cái điện thế ở dưới điện trường nó tăng hay nó giảm là phụ thuộc vào cái lớp ion ở ở đây. Và cái lớp này được gọi là xác định em. Và lớp đó đây ở điều kiện bình thường luôn, tức là đặc tuyến vô 5P ở điều kiện bình thường thì người ta đo vào á thì có điện thế. Và khi ta đặt dương vào với dương thì đẩy các hạt dương và âm vào với âm thì các hạt dương và các hạt âm bắt đầu chuyển động xuyên qua hàng rào điện thế và tạo thành dòng ở trong mạch điện. Và dòng điện này thì là cùng chiều chuyển động với hạt dương và ngược chiều chuyển động với hạt âm. Đấy, khi mà chúng ta tăng cái hiệu điện thế lên, tức là khi mà em đặt dương vào âm và bán dẫn loại N và âm và bán dẫn loại P thì hàng rào điện thế tăng lên và hiệu điện thế tăng lên. Và khi hiệu điện thế tăng lên đó các em thì chỉ có những cái hạt thiểu số chuyển động mà thôi, và đây là vùng phân cực thuận. Và vùng phân cực nghịch là vùng mà các hạt thiểu số chuyển động. Thế thì đấy là những cái giới thiệu cơ bản nhất về chuyển tiếp PN. Và chuyển tiếp PN là thành phần cơ bản của diode, của led, của các cái linh kiện cơ bản của bán dẫn. Các em học cái đầu tiên hết là về cái led. Led là biểu tượng của diode bán dẫn. Và led là tại sao khi mà quá trình chuyển động của các hạt electron các em nó phát ra một năng lượng lượng tử, và khi năng lượng lượng tử đấy nó phát ra một cái tần số xác định, và tần số đó nó có ba màu: đỏ, xanh dương và màu xanh lá cây. Thế thì đây cũng chính là một cái đây là led, hiển thị ở đây là led 7 đoạn đấy các em. Thế thì sự chuyển động của các hạt dẫn cũng như sự chuyển động tạo thành dòng điện đã tạo nên nền tảng rất nhiều cho cái việc mà thay đổi toàn thế giới, thay đổi các không gian. Và đấy là những gì mà cô muốn giới thiệu với các em về vật liệu bán dẫn chuyển tiếp PN và con diode căn bản. Cảm ơn sự theo dõi bài giảng của các em. Chúc các em thật nhiều sức khỏe và làm bài tập nhé.